Kinh Bát Nhã, Hòa Thượng Tuyên Hóa liệu giảng, tỳ kheo Thích Hằng Đạt Việt dịch. Bát Nhã Ba La Mật Đà Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thình hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi trí vô ý thức giới, vô vô mình diệt vô vô mình tận, nãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoà, y ban nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cố trì bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư, cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Diệu trí phương hà đạt bỉ ngạn, chân tâm tự năng khế giác nguyên, pháp dụ lập danh siêu đối đãi, không trừ pháp tướng thể tuyệt ngôn, tông thú nguyên lai vô sở đắc, lực dụng khu trừ tam trược, thục tô phán tác kỳ giáo nghĩa, ma hà phản truyền bát nhã thuyền. Dịch: dùng diệu trí mới đạt bờ giác, chân tâm tự năng hợp nguồn giác, lập danh pháp dụ vượt đối đãi, pháp tướng vốn không thể không lời, tông thú xưa nay không chỗ đắc, dụng lực dẹp trừ ba chướng trược, thục tô xác định giáo nghĩa này, ma hà phản truyền thuyền bát nhã. Kinh này được phân ra thành hai phần: một, giải thích tổng quát về danh đề; hai, giải thích riêng về văn nghĩa. Phần giải thích về danh đề được phân làm hai: kinh đề và nhân đề. Bàn về đề mục của kinh, trong ba tạng kinh điển 12 phần giáo có 7 loại lập đề. Một, đơn nhân lập đề, lập đề mục riêng một người. Sao gọi là đơn nhân lập đề? Như Phật thuyết kinh A-di-đà, Phật là người, Phật A-di-đà cũng là người nên gọi là đơn nhân lập đề. Hai, đơn pháp lập đề, lập đề mục cho một pháp đơn độc. Sao gọi là đơn pháp lập đề? Như Phật thuyết kinh Niết Bàn, Ngài dùng tướng pháp làm đề mục, đó là đơn pháp lập đề. 3. Đơn dụ lập đề, dùng một ví dụ đơn độc mà lập ra đề mục. Phật thuyết kinh Phạm Võng là ví dụ đơn độc. Vì sao? Kinh Phạm Võng thuyết về giới luật. Giới luật giống như tràng là võng, tràng lưới. Ở cõi trời Đại Phạm, tràng lưới này hình vòng tròn, được treo trước cung điện vua trời Đại Phạm, biểu hiện sự trang nghiêm. Mỗi tràng lưới có rất nhiều lỗ, nơi mỗi lỗ có treo một hạt bảo châu, nhưng hạt châu này rất quý giá, chúng hỗ tương chiếu sáng. Mỗi lỗ lưới đều tương thông lẫn nhau, hạt châu này chiếu soi những hạt châu kia chiếu soi những hạt châu nọ, chúng hỗ tương soi sáng, ánh sáng của chư vị chiếu soi ánh sáng của tôi, ánh sáng của tôi chiếu soi ánh sáng của chư vị. Tuy nhiên, những ánh sáng này không lấn áp xung đột lẫn nhau, không thể cho rằng ánh sáng của tôi không được chiếu đến ánh sáng của chư vị, và ánh sáng của chư vị không được chiếu đến ánh sáng của tôi. Ánh quang tương chiếu, lỗ lỗ tương thông, giới luật cũng giống như những hạt bảo châu. Ánh quang hỗ tương soi chiếu, chư vị giữ một giới thì có một ánh quang, chư vị giữ nhiều giới thì có nhiều ánh hào quang. 10 giới trọng 48 giới khinh, mỗi mỗi giới đều phóng ra giới quang, cũng giống như tràng lưới trời Đại Phạm vậy. Vì sao bảo châu chiếu rọi trong những lỗ lưới? Ví như trước khi thọ giới Bồ Tát, tâm chúng ta có những chỗ lậu hoặc, tuy thế những lậu hoặc này có thể chuyển đổi thành bảo châu. Chư vị giữ một giới thì có một hạt bảo châu chiếu sáng, nếu phạm giới thì tạo lậu hoặc lỗ hồng. Ánh sáng tương chiếu, lỗ lỗ tương thông cũng biểu hiện cho Phật pháp. Tâm Phật, tâm Bồ Tát, tâm chúng sanh, tâm tâm tương ấn. Vì sao chư Phật chứng quả vị Phật? Vì do tu hành giới luật mà thành tựu. Bồ Tát cũng nương nhờ giới luật mà thành Phật. Chúng sanh cũng phải tuân thủ giới luật thì mới mong thành Phật được.
biến hóa vô cùng thật không cùng tận. Đấy là do ví dụ mà lập đề như kinh Phạm Võng này. Ba loại lập đề bên trên được gọi là đơn tam, ba lập đề đơn độc. 4. Nhân pháp lập đề như kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bát Nhã. Văn Thù là người, Bát Nhã là pháp, cũng là pháp tướng, thế nên gọi là nhân pháp, người và pháp lập đề. 5. Nhân dụ lập đề, người và ví dụ, như kinh Như Lai Sư Tử Hống. Như Lai là người, Sư Tử Hống là dụ, Đức Như Lai thuyết pháp cũng giống như tiếng giống của sư tử, khiến muôn thú đều run sợ. 6. Pháp dụ lập đề, như kinh này, Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp, tâm là ví dụ, nên kinh này lấy pháp và dụ lập đề. Ba loại trên thuộc về lập đề kép. Sao gọi là kép? Kép tức là chủng phức hợp hai loại đề thành một. 7. Nhân pháp dụ lập đề, có người có pháp có dụ, đầy đủ cả, như kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là người, Hoa Nghiêm là dụ, đây là biểu thị dùng nhân vạn hạnh mà làm hoa trang nghiêm cho quả đức vô thượng. Đại Phương Quảng là thuyết về thể của pháp, Hoa Nghiêm biểu thị dụng của pháp. Đại Phương Quảng tức nói về Phật đã tu các pháp Đại Phương Quảng rộng lớn mới thành Phật được. Nhân hòa vạn hạnh là tu chứng được lục độ, cũng như hoa nở quả đức vô thượng chính là hạnh đức Phật quả. Thế nên bảo rằng dùng vạn hạnh như hoa làm chủng nhân để trang nghiêm hạnh đức Phật quả vô thượng. Ở trên là nói về bảy loại lập đề. Này tôi sẽ dùng kệ mà giải thích đề kinh. Mỗi phần đoạn dùng 8 câu kệ để giải thích. 8 câu kệ này giảng rõ về kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, giảng về đề mục của kinh này y chiếu theo 5 loại huyền nghĩa. Thứ nhất là giải thích danh nghĩa. Diệu trí phương hà đạt bỉ ngạn, dùng diệu trí mới đạt bờ giác. Sao gọi là diệu trí? Bát Nhã là diệu trí đạt đến bờ bỉ ngạn bờ giác, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì thế chư vị dùng trí Bát Nhã thì mới đạt đến bờ giác. Chân tâm tự năng khế giác nguyên, chân tâm tự khế hợp nguồn giác. Chân tâm này là chữ tâm, cũng là Bát Nhã. Chư vị có trí huệ vi diệu Bát Nhã, khi có chân tâm này thì tự nhiên năng khế hợp với nguồn giác, cũng là tương hợp với bổn giác của chư Phật, đắc được thể của bổn giác, khế hợp được tức là tương hợp được, cùng hiệp thành một khối. Pháp dụ lập danh vượt đối đãi, lập danh pháp dụ vượt đối đãi. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy pháp và dụ mà lập danh đề. Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp, tâm là dụ. Bát Nhã là gì? Bát Nhã có ba loại là văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật tướng Bát Nhã. Dùng văn tự Bát Nhã mà xuất sanh quán chiếu Bát Nhã, dùng quán chiếu Bát Nhã mà khế hợp với thật tướng bổn giác Bát Nhã. Cùng tổ thật tướng Bát Nhã chính là trí huệ, tức là trí huệ vi diệu, cũng gọi là trí huệ triệt để. Trí huệ này thật triệt liễu, là trí huệ để mình trở về quê nhà, tức là trí huệ của chư Phật. Sao nói như thế? Vì trí huệ Bát Nhã chính là chân tâm, chân tâm cũng là trí huệ. Chữ Bát Nhã được dịch là chân tâm. Kinh này nói về tâm trong tâm, đây là tâm mà 600 quyển Bát Nhã luôn đề cập tới. Bộ kinh này nói về tâm trong tâm, Bát Nhã là tâm cũng là tâm trong tâm. Tâm trong tâm nghĩa là tâm, nên gọi là tâm kinh. Vì chữ Bát Nhã được dịch là nhất chân tâm, nên kinh Đại Bát Nhã cũng gọi là kinh Đại Chân Tâm. Tâm này không phải là tâm giả dối, mà là diệu lý, thật dụng. Bộ tâm kinh là tâm trong tâm Bát Nhã, tuy chỉ có 260 chữ, mà lấy chữ tâm trong kinh Bát Nhã làm chủ thể, nên gọi tâm trong tâm. Này lại nói chữ tâm này chính là tâm trong tâm, nên gọi là tâm kinh. Chân tâm biểu hiện chân tâm nên dùng một chữ tâm. Pháp này là Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng là pháp đạt đến bờ giác. Tâm là dụ, kinh này lấy tâm trong một đời người làm chủ thể, nên tuyệt không và vượt ngoài đối đãi. Pháp tuyệt không đối đãi này, cũng không có pháp nào đối đãi được, siêu việt vượt ngoài cảnh giới đối đãi. Thứ hai là hiển thể. Không trừ pháp tướng thể tuyệt ngôn, pháp tướng vốn không thể không lời. Thể của kinh này là gì? Tức là không có tướng của các pháp, cũng là các pháp không tướng. Không tướng tức không có tướng thật.
không chư pháp tướng được dùng làm thể của kinh. Tuyệt ngôn ngữ tức là không chi nói được, thể đó là không chư pháp tướng. Việc chi cũng không có, cho đến lời nói hay ho của chư vị cũng thế. Thể đã tuyệt ngôn ngữ tức là kinh xa lìa tướng của ngôn ngữ lời nói, xa rời tâm thường duyên theo hình tướng, xa lìa tướng văn tự, xa rời tất cả tướng, tức xa rời tất cả pháp. Thứ ba là chỉ rõ tông thú, đường hướng của tông giáo. Tông thú nguyên lai vô sở đắc, tông thú vốn không chỗ đắc. Câu thứ năm chỉ rõ đường hướng của tông giáo. Bộ kinh này theo tông chỉ gì? Lấy vô sở đắc, không có chứng đắc làm tông chỉ. Bên trên kinh nói rằng vô trí, diệt vô sở đắc. Không trí cũng không có chỗ đắc. Tông thú đường hướng của tông giáo là gì? Tức là không có chỗ đắc. Nay dùng pháp thế gian mà giảng Phật pháp như con người là danh xưng thông thường. Con người thì gọi là người. Kinh này gọi là kinh. Gọi tên người như thế nào? Hoặc gọi Trương Tam Lý Tứ. Đó là giải thích về danh tự. Người đó tên là Trương Tam mà cao thấp trắng mập ốm như thế nào? Thể tánh của người đó ra sao? Thân thể có hoàn toàn hay không? Có mắt mũi tai không? Nói rõ ràng thể tánh của người đó tức là hiện thể. Kế tiếp chỉ rõ tông giáo. Chỉ rõ tông giáo như thế nào? Ông ấy là người rất cao nên làm được nhiều việc khó nhọc. Ông ấy là người có học vấn nên có thể làm bí thư. Đó là tông chỉ của ông ta. Ông ta trước kia là người như thế nào thì nay có thể làm những việc như thế ấy. Đó là nói rõ tông chỉ. Thứ tư là luận bàn về dụng. Lực dụng khu trừ tam trược, dùng lực dẹm trừ ba chướng trược. Dùng lực gì để làm gì? Dùng tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa để làm chi? Tức là dùng lực dụng của kinh này để phá trừ ba chướng. Ba chướng là gì? Một là báo chướng, hai là nghiệp chướng, ba là phiền não chướng. Báo chướng có hai loại là chánh báo và y báo. Sao gọi là chánh báo, y báo? Chánh báo tức là chúng ta đang thọ báo trong hiện tại, cũng là thân thể chính mình. Y báo tức là y cứ theo cuộc sống mà thọ báo, như y phục, thức ăn, chỗ ở, vân vân. Chánh báo của con người là thân thể đẹp xấu, khỏe mạnh hay bệnh tật, tướng mạo anh tuấn hay xấu xí, người người trông thấy đều hoan hỉ ái kính hay ghét bỏ, hoặc giả người có trí huệ hay có thiện căn. Tuy nhiên trong mỗi hạng cũng phân làm hai. Thứ nhất, người có trí huệ mà không có thiện căn. Vì sao thế? Những hạng người này đa số đều từ quỷ quái yêu ma mà sanh ra trên thế gian, như sơn tinh ở núi lâu năm thành yêu quái, là loài si mị võng lượng, quỷ xuất sanh từ gỗ đá. Những loại quỷ thần đầu trâu mặt ngựa này là những yêu tinh lâu năm thường ăn thịt người, hay những yêu quái đã chết lâu rồi nay trở lại làm người. Chúng rất thông minh như những người khác, tuy nhiên chúng làm việc gì cũng đều không thông minh, luôn làm những việc sai lầm, chuyên môn không giữ luật lệ. Những việc có hại đến người khác thì chúng đều làm. Chúng thường nói những điều làm loạn trật tự xã hội vì sợ thiên hạ không bị loạn. Loại người này có trí huệ mà không có thiện căn. Lại nữa, người có thiện căn mà không có trí huệ. Có thiện căn là vì đời trước có làm những việc lành nhưng không nghiên cứu kinh điển nên không có trí huệ, rất ngu si. Bàn về chánh báo, có người tướng mạo đầy đủ, thọ mạng lâu dài, được phú quý. Lại có người tướng mạo xấu xí, thọ mạng ngắn ngủi, chết lúc tuổi còn nhỏ. Tất cả đều do tiền nhân hậu quả, nhân trước quả sau. Y báo là y phục, thức ăn, nhà cửa, vân vân. Y báo cũng là quả báo của đời quá khứ. Đời trước trồng nhân lành thì đời này được quả báo tốt. Đời trước trồng quả thì đời này chịu quả báo xấu. Tương lai có thể còn chịu quả báo xấu nữa. Đó là báo chướng. Bàn về nghiệp chướng thì nghiệp tức là sự nghiệp, công nghiệp. Không luận người xuất gia hay tại gia, nhất định đều có sự nghiệp. Tạo ra sự nghiệp rồi thì nhiều vấn đề khó khăn phát sinh. Khi có khó khăn thì liền sanh phiền não, rồi gặp bao việc không vui. Đó gọi là nghiệp chướng. Nói về phiền não chướng thì chúng ta ai ai cũng có ít nhất một loại phiền não. Phiền não này phát sinh từ đâu? Nó do tâm tham, tâm sân, tâm si phát khởi ra. Sao chư vị phát sinh phiền não? Vì có tâm tham nên tham không được liền sanh phiền não. Vì có tâm sân hận nóng giận, mọi sự tình đều không hợp với tâm ý chư vị liền phát sinh phiền não. Vì tâm ngu si không sáng suốt nên phát sinh phiền não. Vì còn tâm ngã mạn kiêu căng nên xem thường người khác nên phát sinh phiền não. Vì tâm nghi đối với tất cả sự tình đều phát sinh hoài nghi. Do có hoài nghi nên tạo ra phiền não.
Lại vì còn tà kiến nên kiến giải của chư vị không chánh đáng nên phát sanh phiền não. Nếu có chánh trì chánh kiến, tức có trí huệ chân chánh, thì đối với mọi việc chư vị đều hiểu rõ ràng. Vì thông suốt từ đầu đến cuối nên không sanh phiền não. Vì vậy phiền não do tâm tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến phát khởi lên. Bộ tâm kinh này năng phá trừ được ba chướng là báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng. Làm sao phá trừ được? Do có trí huệ chân chánh, trí huệ vi diệu, tâm như như bất động và chân tâm nên phá trừ được ba chướng. Chúng ta hiểu rõ giáo nghĩa tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thì mới có trí huệ chân chánh dẹp trừ được ba chướng. Thứ năm là nói rõ giáo tướng. Thục tô phán tác kỳ giáo nghĩa. Thục tô xác định giáo nghĩa này, dùng thục tô mà xác định nghĩa lý tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thục tô là thời Đức Phật thuyết pháp Bát Nhã lần thứ tư. Đức Phật thuyết pháp có năm thời tám giáo. Năm thời tám giáo này do trí giả đại sư Tông Thiên Thai phân lập ra. Này tôi y chiếu hai nghĩa trí huệ quyển thật mà thuyết về năm thừa. Thời Hoa Nghiêm, lần đầu tiên Đức Phật thuyết pháp vừa quyền vừa thật, cộng thảy 21 ngày. Ngài thuyết ra thật pháp, thật trí và quyền trí. Sao gọi là thật trí và quyền trí? Kinh Hoa Nghiêm giảng về đạo lý của pháp giới, mà trong đó có sự pháp giới và lý pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Giáo nghĩa này tuy Phật vì Bồ Tát mà thuyết, nhưng cũng là pháp phương tiện quyền xảo, cùng trí huệ chân thật của Phật Pháp. Thời Kinh Hoa Nghiêm là nhất quyền và nhất thật, một quyền, một thật. Thời A Hàm, lần thứ hai, duy chỉ có quyền giáo pháp mà không thật pháp. Giảng về quyền giáo dùng pháp môn phương tiện quyền xảo để dạy dỗ giáo hóa chúng sanh. Thời thứ hai chỉ có quyền pháp chứ không có thật pháp, không có thật trí. Thời Phương Đẳng là thời thứ ba, có ba loại quyền, một loại thật. Tại sao? Vì thời này là bốn giáo đồng luận đàm. Bốn giáo là Tạng, Thông, Biệt, Viên, dẹp phá thiền chấp tiểu giáo, tán thán đại giáo. Thiền chấp tức là kiến chấp thiên lệch của chư vị không đúng, phá tiểu tức nói giáo lý tiểu thừa không đúng, tán đại tức là tán thán đại thừa phô trương viên giáo. Sao gọi là phương đẳng? Vì đồng đàm luận bốn giáo, đồng thời khi giảng về đạo lý bốn giáo cũng nói về ba loại quyền pháp, tức tạng, thông, biệt. Loại quyền pháp này cũng là viên giáo. Thời Bát Nhã là thời thứ tư, có hai loại quyền và một loại thật. Hai loại quyền là thông giáo và biệt giáo, một loại thật là viên giáo. Thời Pháp Hoa Niết Bàn, chỉ có thật pháp mà không có quyền pháp, có thật trí, không có quyền trí, lại không có pháp phương tiện quyền xảo. Năm thời bên trên luận bàn y cứ theo pháp quyền thật. Năm thời này thường được giảng tới giảng lui, mỗi lần giảng kinh đều nhắc đến, chư vị nếu thông được điểm nào thì hiểu được điểm đó. Ma Ha phản chuyển Bát Nhã thuyền, Ma Ha chuyển ngược thuyền Bát Nhã. Ma Ha nghĩa là lớn, chuyển ngược tức là đảo chuyển trở lại. Đảo chuyển như thế nào? Tức đảo chuyển thuyền Bát Nhã. Tại sao chư vị muốn đảo chuyển thuyền Bát Nhã mà không đảo chuyển Bát Nhã? Đảo chuyển gì? Đó là đảo chuyển ngu si của mình. Chuyển được tức là niết bàn. Chuyển ngược dòng nước phải dùng hết sức lực chứ không thể dễ dàng mà đi được. Tuy nhiên, không cần phải đợi ba A Tăng kỳ mà trong một đời, hai đời, ba đời, vân vân có thể đắc được trí huệ chân chánh. Nói thời gian dài quá thì chúng ta đâm ra chán ngán không muốn tu. Không muốn tu cũng không thể miễn cưỡng. Miễn cưỡng không phải là đạo, thế nên đệ tử của tôi muốn đọa lạc thì cứ đọa lạc. Chư vị không muốn chuyển ngược thuyền Bát Nhã thì thuận theo dòng nước lớn mà trôi xuống. Càng trôi xuống thì càng xa. Nếu chư vị chuyển ngược tức là đi trở lên dòng nước. Nếu không muốn phản chuyển thì sẽ đi xuống theo dòng hạ lưu. Xem thấy chư vị đang đi lên thượng lưu rồi lại chạy xuống theo dòng hạ lưu. Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp, tâm là ví dụ, kinh là bộ kinh này. Kinh có thông danh và biệt danh. Thông danh là thấu nhiếp hết mọi bộ kinh. Biệt danh là mỗi bộ kinh có danh tự riêng biệt. Những bộ kinh khác không có tên giống nhau. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là biệt danh của bộ kinh này. Bộ tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này thuộc trong bộ Bát Nhã, biểu thị tâm trong tâm. Sao gọi là kinh? Kinh tức là kinh pháp thường bất truyền, không thể thay đổi. Một chữ cũng không thể bỏ được, hay cũng không một chữ được. Đó là kinh pháp thường bất biến.
Lại kinh là một con đường, nghĩa là tu hành phải đi qua một con đường nhất định. Chư vị có muốn tu hành à? Nhất định chư vị phải đi trên đường đạo này. Nếu chư vị không đi trên đường đạo này thì sẽ bị lạc vào rừng rậm hoang vu. Chư vị phải nên đi trên đường tu hành thì không bị lạc đường. Ngày này qua ngày nọ đều được bình an sáng suốt. Sao gọi là đi lạc? Vì chư vị xưa nay quên mất, không biết tụng niệm kinh này. Qua 3-4 tháng không tụng niệm nên quên mất mới đi lạc. Tụng kinh được lợi ích gì? Tụng kinh không được lợi ích gì cả, chỉ mất thời gian tốn sức thôi. Tụng bộ kinh này từ đầu cho đến cuối tốn khí lực thời gian tinh thần, sao lại cho là có lợi ích lợi? Này chư vị cư sĩ, đừng để tâm vô minh che lấp. Chư vị đừng tìm cầu lợi ích, càng tìm cầu thì càng không chân thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nếu còn có tướng thì đều là hư giả cả. Nếu có hình có tướng mà chư vị có thể thấy được thì không phải là lợi ích chân thật. Tại sao lại không thấy được ích lợi? Chư vị tụng kinh một lần thì tự tánh được rửa sạch một lần. Như khi chư vị tụng kinh Kim Cang, tụng qua một lần thì hiểu rõ ý nghĩa của kinh đôi chút, tụng hai lần thì hiểu thêm nữa, tụng ba lần thì lại càng hiểu rõ thêm. Tụng kinh khiến trí huệ tự tánh càng gia tăng. Nhưng khi trí huệ gia tăng thì chư vị không thể thấy, chỉ tự cảm giác thôi. Thế nên lợi ích của sự tụng kinh không thể nói hết được. Nhưng không nên vì tụng kinh mà sinh ra phiền não. Chớ nói, này đạo hữu tụng kinh quá nhanh khiến tôi không theo kịp. Hoặc đạo hữu tụng kinh quá chậm khiến tôi phải đợi. Hoặc tiếng tụng kinh của đạo hữu không hay lắm khiến tôi không thích nghe. Không nên dùng công phu tu học như thế. Chúng ta biết rằng mọi người đều là những kẻ mới bắt đầu học Phật Pháp. Không phải ai cũng biết tụng kinh hết. Hay có người biết tụng mà không muốn tụng. Nhưng tất cả mọi người đều phải đồng tụng kinh. Được như thế thì ai ai cũng đều đồng huân tu tập. Lại nữa, không nên mình tìm lỗi xấu người, người khác tìm lỗi xấu mình. Nếu thật có lỗi xấu thì mọi người nhất định phải tự mình nhìn thấy. Nếu không tự mình nhìn thấy thì lỗi xấu càng ngày càng nhiều, tu hành không thể tương ưng với đạo được. Thế nên tụng kinh tức là hộ giúp cho tự tánh mình. Hộ giúp việc gì? Tức là hộ giúp khai mở trí huệ. Tụng kinh Kim Cang thì trí huệ được khai mở, tụng tâm kinh thì khai được trí huệ. Thế nên chư vị bảo tụng kinh không có lợi ích, nhưng kỳ thật sự lợi ích này rất lớn. Chư vị không thể thấy được lợi ích thì mới chân thật là lợi ích. Nếu chư vị thấy được lợi ích thì đó chỉ là thấy ngoài ra thôi. Đó là ý nghĩa của sự tụng kinh. Kinh cũng có 4 loại ý nghĩa, tức là quán, nhiếp, thường, pháp. Chữ quán nghĩa là quán xuyến, tức là tất cả nghĩa lý đều nối thông với nhau, như nối lại tất cả đường chỉ với nhau. Nhiếp tức là nhiếp trì hóa độ những chúng sanh có duyên lành. Kinh năng nhiếp thủ, những chúng sanh có cơ duyên, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Sao gọi là nhiếp? Chư vị có thấy nam châm hút sát không? Tuy sát ở xa nhưng nam châm vẫn hút được. Kinh cũng giống như nam châm hút sát, tất cả chúng sanh như sắt cứng, ưa ngại, cứng cõi. Tánh nóng giận, hẫy hừng, lỗi lầm đầy rẫy. Nhưng nhờ sức hút của kinh, tâm tánh chúng sanh từ từ nhũ nhặn, tập khí cũng dần dần tiêu hết. Chữ thường nghĩa là vĩnh viễn, thường hằng, bất biến, mãi không biến đổi, là từ đầu đến cuối, từ xưa đến nay đều y chiếu theo kinh mà tu hành. Pháp là phương pháp, dùng phương pháp này để tu hành, đời quá khứ hiện tại và vị lai đều dùng phương pháp này mà tu hành. Vì vậy ba đời đồng tôn kính gọi là pháp, xưa và nay không đổi nên gọi là thường. Lại nữa, kinh nghĩa là mực thước, thợ mộc xưa kia dùng dây nhuộm phấn đen. Khi muốn gạch lằn ngang, liền căng dây ra rồi ấn xuống. Khi lấy dây lên, tạo ra một làn phấn đen để làm mực thước. Không như hiện nay có phấn, có thước kẻ đường ngay ngắn. Tóm lại, kinh là quy củ tiêu chuẩn mực thước. Này chúng ta nghiên cứu kinh Bát Nhã cũng là y theo quy tắc Bát Nhã. Chư vị nếu y theo quy tắc Bát Nhã thì nhất định sẽ khai mở trí huệ. Một, giải thích danh đề tổng quát. Giảng về đề kinh đại khái cũng giống như những lời giảng ở phần trên. Này giảng trạch về người phiên dịch. Hiện tại chúng ta hiểu rõ bộ kinh này phải nhớ ơn người phiên dịch. Nếu không có người phiên dịch, sợ rằng ngày nay chúng ta không thể đọc nghe được tên kinh này. Nếu không được nghe, không được đọc đến tên kinh này thì chúng ta y chiếu theo kinh nào, phương pháp nào để tu hành? Không có phương pháp thì làm sao chúng ta tìm được con đường tu hành? Thế nên chúng ta phải tri ân người phiên dịch kinh.
Trải qua bao thời đại, người dịch giả vì lòng từ bi giáo hóa chúng sanh nên phát tâm phiên dịch kinh điển và lưu truyền lại cho đến hôm nay. Thế nên công đức của người phiên dịch kinh điển không thể nghĩ bàn, thật to lớn. Người phiên dịch kinh này là ai? Chính là do Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang vâng chiếu dịch kinh. Đường tức là đường chiều, Tam Tạng là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Tạng kinh có rất nhiều bộ kinh, tạng luật giảng về giới luật, tạng luận giảng về đạo lý kinh điển. Pháp Sư là lấy Pháp làm thầy, đem Pháp bố thí cho người, dùng Tam Tạng kinh điển của Phật Pháp làm thầy mình và đem Pháp giáo hóa chúng sanh nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Mỗi vị Pháp Sư hiện nay tôn Tam Tạng kinh điển làm thầy và đem Pháp ra giáo hóa chúng sanh. Đầy đủ hai nghĩa này thì chư vị mới có thể gọi họ là vị Pháp Sư tôn kính Pháp làm thầy và dùng Pháp để giáo hóa chúng sanh. Huyền Trang là tên của một vị Pháp Sư. Căn cơ của Ngài rất thâm hậu, áo diệu, cảnh giới của Ngài thật không thể nghĩ bàn. Bàn về Phật giáo đời cận đại, Ngài là một vị Pháp Sư rất cao thâm vĩ đại. Vì sao? Ngài qua Ấn Độ thỉnh kinh, khi ấy chưa có phương tiện giao thông như máy bay, xe lửa, tàu bè, chỉ dùng ngựa thôi. Thế nên Ngài cưỡi ngựa từ Tân Cương qua Trung Tâm Á, Tế Á, vượt dãy Hy Mã Lạp Sơn đến Ấn Độ. Cuộc hành trình của Ngài xa viễn, gian khổ, nhưng chưa ai làm được như Ngài. Trước khi qua Ấn Độ thỉnh kinh, mỗi ngày Ngài thực tập đi bộ từ sáng đến tối. Vùng gần nhà không có núi, Ngài sắp ghế hết bàn lại với nhau rồi nhảy qua bàn, qua ghế, thực tập cách leo núi, trèo non. Vì vậy, trên đường từ Trung Tâm Á, Tây Á đến Ấn Độ, tuy có rất nhiều núi non hiểm trở treo leo, nhưng nhờ khi ở nhà, Ngài đã từng thực tập chuẩn bị rồi nên Ngài đi như bay, bao nguy hiểm đều vượt khỏi. Cuối cùng Ngài đạt được mục đích là đến được Ấn Độ. Ngài lưu lại Ấn Độ 14 năm ròng rã rồi sau đó thỉnh kinh trở về nước để phiên dịch. Phụng chiếu dịch, phụng là thừa phụng, chiếu là chiếu thư, dịch tức là phiên dịch. Từ tiếng Phạm của Ấn Độ phiên dịch thành tiếng Hoa, này có nhiều vị cư sĩ thông đạt Anh văn, Phạn văn, Đức văn vân vân. Nếu có thể phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ ở Tây phương thì công đức thật vô lượng. Ảnh hưởng này không phải một đời mà kéo dài đời này qua đời nọ, người Tây phương sẽ rất tri ân. Vì vậy tôi hy vọng mỗi vị Phật đừng để người sau thất vọng, mà hãy mau học tiếng Tàu rồi phiên dịch kinh điển ra tiếng Anh, ngõ hầu cống hiến phục vụ cho người Tây phương. Hãy tranh thủ mà làm. Ngày nay thế giới thật là hư hoại, chỉ có Phật Pháp mới năng vãn hồi cứu độ kiếp ác này. Nếu mọi người đều không hiểu Phật Pháp thì e sợ rằng thế giới sẽ đến thời kỳ diệt vong. Đạo Gia Tô nói về ngày tận thế, ngày tận thế cũng không xa lắm đâu. Nếu kinh điển Phật giáo được phiên dịch qua tiếng Anh, khiến người người đều thông hiểu Phật Pháp, biết rõ rằng không nên lười biếng, cố gắng tiến bước phát tâm tu đạo. Nếu được như thế thì ngày tận thế càng lúc càng xa vời và không biết con người sẽ sống đến bao nhiêu đại kiếp nữa, hoặc giả không có luôn ngày tận thế. Tại sao? Vì Phật Pháp thường chuyển đại pháp luân nên khiến mặt trời luôn trụ mãi không tan mất đi. Vì vậy không có ngày tận thế, mọi việc trên thế gian đều sống động cả. Chúng không chết cứng ủ lì, ngày tận thế thật chẳng phải là ngày tận thế, nếu đến ngày tận thế cũng không chính là ngày tận thế. Việc quan trọng là nếu mọi người đều học Phật Pháp thì chắc sẽ không có ngày tận thế. Nếu không ai chịu học Phật Pháp thì ngày tận thế đã đến. Lý này rất sống động chứ không cứng nhắc. Giống như lúc trước có tin rằng trong tháng 4 năm nay, thành phố Cựu Kim Sơn sẽ có động đất, cả thành phố đều sẽ bị chìm xuống biển. Tin đồn này không phải mới phát sanh trong năm nay, mà năm trước cũng đã có rồi. Nhiều kẻ giàu có sợ chết chìm nên đã bỏ đi đến sống nơi khác. Năm rồi tôi có nói rằng chư vị chỉ nên cố gắng học Phật Pháp thì thành phố Cựu Kim Sơn sẽ không bị động đất. Năm nay tôi lại nói rằng chư vị nên thành tâm tụng chú Đại Bi học Phật Pháp. Tôi bảo đảm với chư vị là thành phố Cựu Kim Sơn sẽ không bị động đất. Những lời này tôi cũng đã từng nói với chư vị rồi. Tại sao cho đến nay Cựu Kim Sơn cũng chưa có động đất? Có phải là do sự cảm ứng không? Chư vị thành tâm tụng chú lăng nghiêm học Phật Pháp nên thiền lòng bát bộ đều ủng hộ đạo tràng, vì vậy không phát sinh động đất. Việc này cũng giống như ngày tận thế. Ngày tận thế chuyển thành ngày không tận thế, hà huống có sự động đất ở vùng Cựu Kim Sơn.
Muốn động đất cũng không có động đất, như chúng ta muốn rời nhà nhưng không tìm được nơi thích hợp nên không thể rời đi được, không thể tìm được nơi tương xứng nên vùng Cựu Kim Sơn sẽ không bị động đất. Biệt giải văn nghĩa, quán tự tại Bồ Tát. Hồi quang phản chiếu quán tự tại, giác chư hữu tình tức tát đoà, như như bất động tâm quân thái, liễu liễu thường minh chủ nhân ông, lục chủng thần thông hồn gian sự, bát phương phong vũ cảnh vô hống, quyện chi tác thối tạng ư mật, phóng chi tác di lục giáp trung. Dịch: hồi quang phản chiếu quán tự tại, giác chư hữu tình tức tát đoà, như như bất động tâm quân thái, rõ rõ thường biết chủ nhân ông, sáu loại thần thông hồn gian sự, mưa gió tám phương không sợ hãi, quyện cuộn tròn giữ nơi bí mật, phóng xả liền đầy khắp thế gian. Quán tự tại Bồ Tát, quán tức là quán tưởng, tự tại là trong mọi thời đều an lạc, không buồn, không bị trở ngại. Không trở ngại tức là quán tự tại. Chư vị nếu bị trở ngại thì không tự tại. Hồi quang phản chiếu quán tự tại, chư vị hồi quang phản chiếu thì quán tự tại, bằng ngược lại thì không thể quán tự tại. Sao gọi là hồi quang phản chiếu? Hồi quang phản chiếu tức là trong mọi việc đều phải tự hỏi chính mình. Ví như người khác đối xử không tốt thì mình phải tự hỏi lấy rằng tại sao như thế. Mình phải tự suy nghĩ, à, nguyên nhân vì mình không tốt. Đó gọi là hồi quang phản chiếu. Nếu có người đối xử không tốt mà không kể mình đúng hay sai, liền đùng đùng đánh đối phương lỗ đầu chảy máu, thật là tự mình không có lý trí. Chư vị hồi quang phản chiếu thì có lý trí, vì thế hồi quang phản chiếu là quán tự tại. Hãy tự hồi quang phản chiếu xem coi mình có được tự tại hay không. Tự tại tức là tự chính mình. Tại tức là hiện tại ngay nơi đây. Tôi sẽ giải thích cho chư vị từng chữ một sao gọi là ngay tại đây. Nói cách khác, chư vị có khởi vọng tưởng hay không? Nếu khởi vọng tưởng thì không được tự tại, không có vọng tưởng thì được tự tại. Ngay tại nơi đây chư vị hãy nhìn xem, thật rất đơn giản. Chư vị hồi quang phản chiếu tức là tự xem coi mình có vọng tưởng hay không. Có vọng tưởng tức không tự tại, không vọng tưởng tức được tự tại. Chư vị thấy có vi diệu lắm không? Giác chư hữu tình tức tát đoà. Sao gọi là Bồ Tát? Bồ Tát nghĩa là giác ngộ cho loài hữu tình. Giác nghĩa là người tâm trí được thông suốt, minh mẫn, tâm không rối loạn. Thêm chữ thủ tay bên cạnh chữ giác thì thành chữ giả dối. Như thế không giác ngộ cho loài hữu tình được, chỉ khiến cho họ càng thêm ngu si. Giác ngộ cho loài hữu tình nghĩa là khiến cho tất cả loài hữu tình đều được trí huệ minh mẫn thông suốt. Loài hữu tình là ai? Hữu tình tức là chúng sanh. Chư vị chớ hiểu lầm chữ nghĩa. Giảng về loài hữu tình đây đại khái nói đến loài có tình ái. Giác ngộ loài hữu tình nghĩa là khiến cho tình ái của chúng sanh đều dứt sạch, luyến ái hết tận thì là tát đoà, đó là Bồ Tát. Do đó tâm được an nhiên, như như bất động. Như như bất động tâm quân thái, như như bất động tâm thư thái. Như như bất động tức là không pháp nào mà không như như, tất cả pháp đều là như pháp, mọi phiền não chướng ngại đều không có. Như như bất động cũng là định lực. Tâm quân thái nghĩa là tâm luôn thư thái an nhiên. Kinh Pháp Hòa nói: kỳ tâm thái nhiên, tâm thư thái an nhiên này. Thái nhiên tức là tâm an lạc bình thản. Liễu liễu thường minh chủ nhân ông, rõ rõ thường biết chủ nhân ông. Chư vị phải có trí huệ bát nhã, liễu liễu thường minh, rõ rõ thường biết, chớ nên để tâm bất liễu không rõ, bất minh không biết, hay bất minh không biết, bất liễu không rõ. Do đó phải liễu rõ lại thêm liễu rõ, minh lại thêm minh, biết liễu liễu minh minh, rõ rõ biết biết, minh minh liễu liễu, biết biết rõ rõ, phải thông suốt tất cả, không hồ đồ mê mờ, không ngu si, rõ biết việc không đúng mà cứ làm. Có phải đã ngu si lại tăng thêm một lớp ngu si nữa không? Đấy chỉ vì không biết rõ ông chủ của mình. Có người nói ông chủ tức là mình làm chủ được, mình chính là ông chủ, mình có thể bảo người khác mà không thể bị người khác sai bảo. Bất cứ công việc gì mình cũng không làm, chỉ cần bảo người khác làm cho mình. Có phải như thế không? Xin đáp rằng không phải như thế.
Tâm quần thái, an nhiên tự tại, ông chủ, tức không nói lời nhảm nhí, không làm việc sằng bậy, đó là chư vị tự làm chủ được. Làm chủ được tức tự mình có trí huệ chân chánh. Ông chủ có trí huệ chân chánh, không còn có những suy nghĩ tà tri tà kiến. Nếu còn làm những việc tà quấy thì vẫn còn ngu si. Lục chủng thần thông hồn an sự, sáu thần thông chỉ thông thường. Nếu chư vị thường tự làm chủ thì sẽ đắc được sáu thần thông. Sáu thần thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Sao chư vị không có sáu thần thông? Vì chư vị không tự làm chủ được. Gặp cảnh giới liền chấp trước nên bị cảnh chuyển. Thấy việc lạ kỳ, tâm tư thay đổi, tức chư vị bị cảnh chuyển mà chưa chuyển được cảnh. Nếu chư vị có thể chuyển được cảnh thì bất cứ cảnh giới nào đến không thể bị dao động. Đừng nói lúc tỉnh giác, mà khi mộng mị cũng không bị cảnh giới chuyển, đó mới thực là chủ nhân ông. Nếu làm chủ được thì có trí huệ chân chánh, khi ấy sáu thần thông là chuyện bình thường, không phải là việc khó có mà rất phổ thông bình thường. Bát phương phòng vũ, cảnh vô hống, gió mưa tám hướng không kinh sợ. Gió mưa tám hướng tức là tám gió thổi không động, ngồi vững trên hoa sen vàng tím. Tổ đồng phà làm kệ, ngưỡng thủ thiên trung thiên, mao quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoán tọa tử kim liên. Dịch: kính đấng trời giữa người, lông mao chiếu đại thiên, tám gió thổi không động, ngồi vững sen vàng tím. Thiền sư Phật Ấn liền đè bốn chữ phóng thí, phóng thí, đánh giám, đánh giám. Tô Đồng Phà vừa thấy bốn chữ này liền giận dữ không nhịn được. Khi ấy ông ta không những đánh giám mà còn phóng hỏa nữa. Lửa nổi lên trong lòng, thậm chí muốn thiêu đốt luôn ngài Phật Ấn. Thế nên từ Giang Nam ông lập tức đến Giang Bắc để tìm ngài Phật Ấn. Vừa gặp ông liền hỏi: ông thầy kia sao dám mắng chửi người, tôi nói những lời ngộ đạo mà sao thầy lại nói rằng tôi đánh giám? Ngài Phật Ấn bảo: tôi có chửi mắng ai đâu, tôi nói rằng tám gió thổi cũng không động, mà tôi chỉ viết hai câu đánh giấm, thì ông lại từ Giang Nam chạy đến Giang Bắc. Sao ông nói tám gió thổi không động, chỉ cần có hai câu của tôi thôi mà khiến ông phải đợi đến nơi này? Tôi đồng phà suy nghĩ một hồi, đúng rồi, tám gió gì cũng không động mình, chỉ có bốn chữ mà khiến phải nổi nóng mà đến đây thật không đúng, do đó ông đảnh lễ sám hối. Sao gọi là tám gió? Tức là xưng kỵ, khổ, lạc, lợi, suy, đắc, thất. Xưng nghĩa là xưng tán. A, đạo hữu thật là Phật tử chân chính, lại hiểu rõ Phật Pháp, có trí huệ, cũng rất thông minh, biện tài, vô ngại. Đó là xưng tán chư vị. Kỵ nghĩa là kỵ phúng. Sao đạo hữu lại học Phật Pháp? Hiện tại là thời đại khoa học, học những lời cổ xưa cả 18 đời thật không có ý nghĩa gì hết. Hãy suy nghĩ kỹ, thời đại khoa học sao lại học Phật Pháp, nhân nhân quả quả, vô nhân vô ngã. Trong thời đại khoa học, mình là mình và người lại là người, đó là lời kỵ phúng chê bai. Khổ đau cũng là một loại gió, lạc tức là an lạc sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, ở sang trọng, ngày ngày đều sung sướng an lạc, việc gì cũng mong tốt đẹp hết, đó là một loại gió. Lợi tức là lợi ích. Tôi tu hành rất khổ cực, tôi cũng không khởi vọng tưởng, lại có người cúng dường cả chục ngàn đồng để giúp tôi xây chùa, nên tâm tôi rất vui vẻ. Suy là suy bại, có người muốn phá hoại, nói hòa thượng kia không tốt, việc gì thầy cũng làm, chớ nên tin tưởng thầy đó, tốt nhất là hãy tin tôi. Đắc nghĩa là được, thất tức là mất. Chúng đều là gió cả, gió mưa tám hướng mà không khinh sợ, thì tám gió thổi đến cũng không động. Quyện trì tác thối tạng ư mật, quận lại giữ gìn trong bí mật. Bộ kinh này phải nên để nơi thanh tịnh, không nên để nơi bất kính, chư vị phải tôn kính bộ kinh này. Phóng chi tác di lục giác chung, mở ra chấn động khắp thế gian. Một khi mở kinh ra thì trí huệ bát nhã phóng quang đầy khắp sáu phương, tức đông tây nam bắc và trên dưới. Chư vị có thấy pháp môn bát nhã vi diệu lắm không? Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, lúc hành thâm bát nhã ba la mật đa, hành đạo tu thân mạc ngoại tầm, tự tánh bát nhã thâm mật nhân,
Bạch Lãng Xung Tiêu Hắc Ba Chỉ, Niết Bàn Bỉ Ngạn Nhậm Vận Đăng. Thời hè, vật thác quá, thận chi thận thủ, thiên chân, yểu yểu minh minh, thông hưu tức, hoảng hoảng hốt hốt, kiến bổn tôn. Dịch, hành đạo tu thân chớ tìm ngoài, tự tánh bát nhã, nhân thâm mật, bọt trắng tiêu sóng đen rừng, an nhiên bước lên bờ niết bàn. Thời qua thời chớ đánh mất dịp, thận trọng giữ thiên chân, mờ mờ ảo ảo thông tin tức, vội vội vàng vàng thấy bổn tôn. Hành tức là tu hành, thâm là đối ngược với thô thiền mà gọi là thâm. Bát nhã là trí huệ, ba la mật là đạt đến bờ giác, thời là thời gian. Đoạn này nói về Bồ Tát Quán Tự Tại tu hành thâm nhập bát nhã, chứ không phải tu bát nhã thô thiền. Sao gọi là thâm bát nhã? Đó là diệu trí huệ. Sao gọi là bát nhã thô thiền? Đó là giáo pháp tiểu thừa, bốn diệu đế, 12 nhân duyên. Nhờ diệu trí huệ chân chánh mới đạt đến bờ giải thoát. Nếu chư vị không có trí huệ chân chánh thì không thể đạt được đến bờ giác. Ai năng đạt đến bờ giác là Bồ Tát Quán Tự Tại. Nơi đây Phật Thích Ca Mâu Ni đề cử ra Bồ Tát Quán Tự Tại là vị Bồ Tát tu hành pháp bát nhã thậm thâm và đã đạt đến bờ giải thoát. Thế nên nói rằng hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Người nhị thừa chỉ tu bát nhã thô thiển mà không tu pháp bát nhã thậm thâm. Sao gọi là bát nhã thô thiển? Tức là năng phân tích, gỡ tháo pháp không. Tích tức là phân tích vi tế, phân tích những gì? Phân tích sắc pháp, tâm pháp. Sao gọi là sắc pháp? Sắc pháp là có hình, có tướng, có thể nhìn thấy được. Sao gọi là tâm pháp? Tâm pháp là không thể nhìn thấy được. Hữu hình tức là có sắc pháp, vô hình tức là tâm pháp. Hữu hình là gì? Tất cả vật có tướng trạng đều gọi là hữu hình. Tâm pháp thì vô minh vô tướng, chỉ có trí giác. Có trí giác và vô minh vô tướng gọi là tâm pháp. Có hình tướng nhưng lại vô trí giác là sắc pháp. Sắc trong năm uẩn tức là sắc pháp. Thọ tưởng hành thức cũng gọi là tâm pháp. Thọ tưởng hành thức thì vô hình tướng. Lúc Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thì thấy rõ năm uẩn đều không. Ngài nhận thấy chúng đều không. Ngài bảo sắc không khác không, không không khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Thọ tưởng hành thức giống như sắc pháp cũng là không. Này giảng về không vì bát nhã đàm luận về không. Tánh không có rất nhiều loại, này chỉ giản lược nói về 5 loại. Thứ nhất là ngoan hư không. Ngoan tức là ngoan bỉ, ngu hèn. Gọi là hư không vì nó vô tri vô thức, không có sự tồn tại của tánh tri giác. Tất cả mọi người đều biết là hư không, trống rỗng. Mọi người đều chấp trước hư không, mắt thấy hư không nhưng không có tánh tri giác nên gọi là ngoan hư không. Phàm phù chấp trước cũng là ngoan hư không. Sao gọi là hư không? Tức là không có chi tiết, không có thật là chân không.